Nha khoa Zota, răng của bạn như răng của chúng tôi. Làm to nhé. Đấy, Zota xin chào nhé. Chia sẻ các bạn, bạn tên là gì anh nhỉ? Bảo An này có 3 tuổi nhé. Nếu bố mẹ nào đang xem và các con đang xem thì Bảo An 3 tuổi, chia sẻ các bạn là hàm răng sâu, bé 3 tuổi. Đó. Bé 3 tuổi hàm răng sâu như nào nhé. Đây răng bạn sâu các bạn nhìn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ hàn vào. Hàn to đi. Rồi. Ba đầu nữa đi. Bạn này quá ngoan luôn. Nếu các bạn mà thấy video hay thì hãy cho một like và share nhé. Nếu các bạn gần Zota thì ra Zota, nếu xa cứ điền phòng khám nào nhìn biển của bác sĩ giấy phép là các bạn yên tâm. Các bạn đang xem video hàn răng sâu bé 3 tuổi. Rất tuyệt vời. Đây làm D cực kỳ quan trọng, em nhìn này. Cái chất là hàn răng hay không là đáy phẳng này. Đấy, các bạn đang xem video hàn răng sâu bé 3 tuổi nhé. Rất ngoan. Em quay cả mặt để biết bạn 3 tuổi rất là ngoan nha. Đấy, Bảo An em mai xem video của chú nhé. Ok, quay gần đây. Nếu các bạn gần thì ra Zota, nếu xa cứ đến đâu có biển bác sĩ giấy phép. Đến hệ thống ra qua Zota chúng tôi là đang có 5 chi nhánh. Chúng tôi nha khoa Zota là chuyên răng trẻ em, phục vụ trên 200.000 cái cháu rồi. Hệ thống chúng tôi có ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Nên là các bạn cứ tìm hiểu nhé. Nếu có gì thì inbox trên fanpage chúng tôi. Hà ta đi coi. Các bạn đi khám răng hay là khám bất cứ một ngành nghề gì phải nhìn biển của bác sĩ giấy phép. Yên tâm để máy hấp, máy hiếc đảm bảo. Đấy, 3 tuổi còn chưa phân biệt đau hay không đau. Các bạn thấy đó, bạn mình có kêu đau đâu. Hà ta. Rất là nhanh. Xong rồi. Đấy, bạn thấy hàn xong chưa? Đấy, các bạn vừa rồi đã xem video là hàn răng sâu cho bé 3 tuổi. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video. Đây còn bên này nữa. Còn sâu bên này nữa là tôi sẽ hàn nốt bên này nhé. Đấy, cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video gần nhất. Zota cảm ơn. Zota xin chào.